Đây đây. Xin chào mọi người, mình là Orange và đã rất là lâu rồi con không có làm cái video để update cho các bạn cuộc sống của mình như thế nào. Và ngày hôm nay thì Cam sẽ dắt các bạn đi theo chân của mình để mà biết rằng cuộc đời của Cam diễn ra như thế nào nhé. Và đây là tòa nhà mà có công ty của Cam ở trong đấy, cho nên là Cam sẽ dắt các bạn đi lên văn phòng của Cam để biết rằng trong công ty của Cam có gì, có ai và cũng như là sẽ theo chân Cam đi tới với cái buổi chuyện hôm nay của mình nhé. Vừa nhiều không? Vừa hay. Hello, và đây là công ty của Cam. Thì bây giờ Cam sẽ dắt các bạn đi tham quan văn phòng công ty của Cam nhé. Nhỏ xinh, đáng yêu, nhỏ gọn thôi chứ không có gì đâu. Đây là cái kỷ niệm chương The Heroes mà hồi đó Cam có thi nè. Hình của Cam cũng như là Tôn, bạn cùng công ty với Cam á. Chúng ta đã tới với góc ăn uống của công ty. Đây là cái chỗ khu viên nhỏ nhắn của công ty mình, để mà mấy anh chị tới giờ nghỉ trưa thì ra đây ngồi ăn cơm. Bây giờ tới nơi mà Cam hay ăn nằm nhiều nhất ở đây là cái studio này. Mọi người có thể thấy ở trên trần rất là áo lòi như là một bầu trời đầy mây vậy mọi người. Tàn 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 tàn. Giờ tối thì mình còn mở thêm đèn chớp tắt nữa và nó sẽ cảm ứng từ giọng nói của Cam. Trong studio thì mọi người cũng thấy là có rất là nhiều dụng cụ để mà thu âm này, mic rồi đây cái bộ loa để mà thu âm nữa. Đây là đàn, cũng có nhiều đàn lắm, đàn piano, các cái loại đàn guitar để cho mình luyện tập như là làm nhạc, một cái tivi để thư giãn và quan trọng nhất là một cái bộ sofa để mình rất là hay ngủ ở đây. Lịch trình hôm nay của Cam sẽ có một đêm nhạc vào buổi tối, nên là Cam cần phải tham gia buổi tổng duyệt vào sáng nay cùng với band nhạc. Đó, khúc này lúc đang quay thì có một vấn đề là mọi người ơi, bạn trợ lý tới báo với mình rằng bạn sẽ phải đi về nhà để lấy mấy món đồ để quên. Tôi hiền quá mà, giỡn thôi chứ cuộc sống mà, đôi lúc sẽ có những trục trặc này kia xảy ra, quan trọng là mình đối diện ra sao phải không nè. Bây giờ tôi sẽ vô app GoCheck nè và book xe tới địa điểm rehearsal. Do là giờ không có trợ lý cho nên là Cam sẽ phải tự di chuyển tới nơi chạy tổng duyệt chương trình một mình. Nhưng mà không sao, công chuyện tới thì mình ới go ride thôi. Do là cũng khá gấp cho nên là mình nghĩ xe máy sẽ nhanh và tiện hơn. Cũng không xa lắm. Có tài xế rồi, giờ thì tranh thủ đi xuống cho bác không bị chờ lâu thôi. Rồi mọi người ơi, làm gì làm, nhớ luôn tuân thủ đầy đủ các biện pháp phòng dịch để bảo vệ bản thân và mọi người nha. Sát khuẩn nè, khẩu trang nè. Và giờ thì đồng chí gia đình lên xe. Go Ride tiện lợi thiệt luôn nha. Vừa nhanh vừa rẻ mà bác tài còn xíu thân thiện và nghiêm chỉnh chấp hành phòng dịch luôn. Thiệt là mê quá. Đúng là công chuyện tới mình ở Go Ride. Hẹn gặp mọi người tí nữa nha. Dạ rồi, con cảm ơn chú nha. Cảm ơn chú. Hôm nay bọn mình sẽ biểu diễn những tiết mục rất ư là tình cảm luôn. Mọi người cũng chờ đợi buổi diễn này lâu rồi nên là ai cũng háo hức hết đó mọi người ơi. Thật sự là lúc tổng duyệt thì mình cảm thấy rất là nể các anh của ban nhạc, bởi vì khối lượng bài mà các anh phải chơi đêm đó rất là nhiều. Nhưng mà cuối cùng thì cũng đã có thể tập rất là chân tru cùng với Orange. Khi em lớn sẽ có lúc em nhận ra em yêu, xây biết bao hy vọng đến ngày em bước sau này sẽ về một nhà. Còn đây là anh trai mưa của tôi nè mọi người ơi, đố mọi người là ai đó. Mình vừa kết thúc buổi tổng duyệt, bây giờ thì mình sẽ dành một xíu thời gian cho bản thân, đi ăn uống một xíu rồi về nhà nghỉ ngơi, sẵn sàng cho buổi biểu diễn tối nay. Còn bây giờ mình đang chuẩn bị sẵn sàng cho buổi diễn tối nay rồi, make up sương sương lên đồ cũng sương sương rồi đó.
uống miếng nước khởi động một xíu nè. Còn giờ thì lên sân khấu thôi. Thật là đã khi đã được chìm đắm trong tình cảm của mọi người. Ta-da, mình vừa mới diễn xong. Hôm nay quả thật là một ngày hiệu quả. Cảm ơn mọi người trong ekip rất nhiều vì đã hỗ trợ cho tôi nha. Giờ thì về nhà và ngủ thôi. Hẹn gặp mọi người ở các video sắp tới nha. Mà nè, muốn biết thêm gì về tôi nhớ comment để tôi quay cho coi nha. Love you.